Mới đây, một hành khách chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại tình huống đối thoại của người này với tài xế xe khách ở Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nội dung cho biết, người phụ nữ không muốn tiếp tục hành trình và xin xuống xe vì bị say. Tuy nhiên, tài xế không đồng ý nên hai bên tiếp tục có tranh luận. Đỉnh điểm vào giây phút cuối đoạn hội thoại, tài xế bức xúc đạp thẳng vào nữ khách hàng, khiến người này lớn tiếng kêu cứu. Sáng ngày 4 tháng 8, liên quan đến sự việc, phóng viên đã liên lạc với số điện thoại của nhà xe. Tuy nhiên, một tài xế cho biết công ty có nhiều tài xế và nhiều xe nên không nắm rõ. Trong khi đó, trên fanpage của nhà xe này có phản hồi khách hàng bình luận sau khi đoạn clip được chia sẻ rằng: "Cảm ơn bạn đã phản hồi. Do bạn không liên quan và không hiểu sự việc nên mình sẽ không trả lời và xóa bình luận này để không ảnh hưởng đến danh dự của nhà xe. Mọi việc cụ thể thế nào sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ." Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết do hôm nay ngày nghỉ nên chưa làm việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra biển số xe do phóng viên cung cấp, xác minh bước đầu được biết đây là xe khách chạy tuyến Thái Thụy, Thái Bình, đi Bình Phước. Theo vị này, đơn vị sẽ phối hợp xác minh như thông tin phản ánh. Nếu cần thiết sẽ mời cơ quan công an vào cuộc để làm rõ hành vi vi phạm của tài xế, nếu có.